Và các bác đang thấy ở đây là những cái hạt cám dành cho chim họa mi. Cám bên mình thì là 200 ngàn 1 kg, miễn phí ship tận nhà. Chỉ có một loại duy nhất, ăn ổn định quanh năm nha các bạn. Đó, hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không nồng. Và các bạn có thể là thấy ở đây thì những cái đơn cám gửi cho anh em trên toàn quốc đều được miễn phí ship nhé. Ngoài sản phẩm cám mi thì có các sản phẩm cám chòe màu nữa. Thì các bạn lấy làm sao được từ 1 cân trở lên là sẽ được miễn phí ship tận nhà rồi. Đây, ví dụ như anh em có thể lấy nửa cân mi, nửa cân chòe đây. Đấy. Đây, và đặc biệt cái sản phẩm cám của cám chim đất Việt thì sẽ gửi trực tiếp tới tay anh em, không qua bất cứ một cửa hàng đại lý nào. Do vậy là các bạn cứ gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại này đặt cám giúp mình. Đó. Với cám mi đất Việt thì các bạn sau một thời gian sử dụng thì con mi của các bạn, đặc biệt là sau kỳ thay lông thì chân mỏ của nó sẽ đẹp, lông sẽ đẹp sáng vàng tự nhiên đấy. Và từ cái nguyên liệu tự nhiên làm cẩn thận cho đến khâu đóng gói đấy, do vậy là các bạn cứ yên tâm. Và những cái sản phẩm cám đặc biệt là không nồng nhá, đấy, hương không nồng đấy, rất là nhẹ nhàng đấy, cám mát ăn quanh năm. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ điện trực tiếp cho cám chim đất Việt theo cái số điện thoại và địa chỉ như ở trên bao bì này. Đấy. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng ủng hộ sản phẩm cám chim đất Việt.